bây giờ team tụi mình sẽ ngồi suy nghĩ nha các bạn. Ok, xin ngồi suy nghĩ nha. Giờ có ý tưởng gì không? Có ý tưởng rồi, em ơi, chỗ này đi. A few moments later. Đi, chỗ đó cậu. Chỗ đó cậu. Bắt bò nha các bạn. Hey, bro. What? Oh my God!